luôn. Quý vị có biết không, nó chửi tôi biết bao nhiêu không, nó chửi tôi toàn là con đỉ không, nó chửi tôi thậm tệ. Nhưng rồi tôi vẫn cứ để cho nó thoải mái đi, tôi chỉ cảnh cáo nó là nó là một thằng của hồn mạng. Và nó đã làm bao nhiêu cái trò. Và ngày hôm nay chính nó là cái thằng trả giá thứ hai sau cái drama này, một thằng đã đi tù. Và tôi tin chắc rằng sắp tới đây tới con Đinh Lan, vì là cái công cuộc mà bắt cái thằng Cường đã gần 4 tháng hết cái thời hạn mà để mà giam giữ để khởi tố rồi. Rồi sẽ còn rất nhiều người mà lộ ra thì là một đống nói chơi nhưng mà tù thiệt nha quý vị. Đây là sự thật nha quý vị. Một mình tôi chọi một đàn. Nhưng mà rồi cuối cùng quý vị thấy không, tôi hạ màn rất là nhẹ nhàng. Thì bây giờ pháp luật đã vào cuộc, sẽ có từng em một. À, một là sẽ được nhắc nhở, hai là sẽ được bế đi, thế thôi. Cái cuộc chơi này á là một cuộc chơi trí tuệ, tôi đã nói rồi. Cho nên á, tôi rất là tỉnh táo, rất là minh mẫn để tôi nhìn ra cái công cuộc này. Tôi giúp cho chính quyền để nhận dạng ra những con người núp lùm. Tôi chơi cái game này rất là trí tuệ. Tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy từ thằng Võ Hoàng Yên, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng. Pháp luật là có thật nha, từng đứa một nha. Tự coi lại mình đã làm cái gì, tụi mày chối không kịp đâu. Ở tù là có thiệt nha quý vị, đúng không quý vị? Từ những con người lương thiện bỗng chốc trở thành những con người phạm tội không biết lúc nào đấy. Trời ơi, trong đường tơ kẻ tóc thôi là trở thành tội phạm ngay và luôn. Nếu không có tư tưởng yêu nước, nếu không có chính kiến, nếu không có lý tưởng. Nhâm Hoàng Khang nó nói gì? Nó dài lắm, nuốt nó khó lắm. Nó thách thức tôi không đụng được nó sợ lông. À, tất cả những gì nó nói và nó xỏ mũi cho cái đám lương con lương lẹo đi theo nó. Ca ngợi Nhâm Hoàng Khang là số 1. Ngày hôm nay tụi mày thấy thủ lĩnh của tụi mày đi tù chưa? Hả? Rồi cái đám ra nghệ sĩ tụi mày á, mượn thằng Nhâm Hoàng Khang để đi tấn công tao. Nghĩ rằng là không ai làm được gì Nhâm Hoàng Khang đúng không? Cứ từng đứa đi. Đó, rồi sẽ thấy pháp luật Việt Nam có không? Đó, có nghiêm minh không? Có bỏ qua cho đứa nào không? Trời ơi quý vị ơi, nó đã cái bụng gì đâu. Tôi đã nói quý vị rồi, cái loại cô hồn mạng nó trong cái nước Quỳnh Ngọc Thiên Dương. Mà Quỳnh Ngọc Thiên Dương là gồm những ai? Nhiều lắm, tôi nói quý vị rồi, tin tôi đi. Thằng Nhâm Hoàng Khang vô thì lòi ra một ổ. Nha, yeah, nha, yeah, tụi mày đừng có dội mà tụi mày đi xóa kết bạn với nó, cấu kết với nó nha. Đó, cuối cùng là gì? Đúng không quý vị? Nếu mà nói ra thì quý vị sẽ thấy rằng là an ninh Việt Nam, chính phủ Việt Nam này là luật pháp là nghiêm minh. Ở tù là có thật đó chứ quý vị. Cho nên những con người đang hạnh phúc lắm. Hạnh phúc lắm khi mà thấy thằng Nhâm Hoàng Khang lên và đi bươi móc cái quỷ mổ tim của tôi. Rồi có hàng đi bươi móc cái quỷ mổ tim của tôi. À, tụi mày còn sao kê ra cái quỷ hàng hũ. Trời ơi, giỏi quá đi, bây giờ vô đó mà ngồi xạo kê nha. Công an á, vô đó mà ngồi xạo kê với công an, với chính quyền. Trời ơi, thật là thú quá đi. Hai bàn không về chút nào. Nút khó trời quá. Tôi đã nói rồi, chưa đủ phước để hại tôi. Và tôi đã nói rồi, đây là một chơi game, chơi bằng trò chơi trí tuệ nha quý vị. Chơi mà để không dính vào pháp luật. Kiểu gì mình cũng là người yêu nước, mình sống chính nghĩa. Còn chơi mà chơi ngu để dính vào pháp luật thì thua rồi. Thấy chưa? Một nốt nhạc thôi là đi lầm đường lạc lối. Và một nốt nhạc thôi sẽ là vào tù ngay và luôn. À, bây giờ á thì lương con, lương cha, lương ông, lương chúa gì á, tụi mày chóng mắt lên, tụi mày chờ thủ lĩnh của tụi mày, những con người mà đi ăn lường tiền của nhân dân sẽ đi đâu về đâu. Tôi đã cảnh cáo rồi, cái thằng cô hồn mạng nó nghĩ rằng là không ai đụng được nó, vì là nó dai lắm. Nó nhắn tin cho tôi, nó chửi tôi, nó nói tao dai lắm, không nuốt tao dễ đâu, mày không đụng được tới tao sọng sợi lông. Thì đúng rồi, tôi đâu có tư cách gì đụng nó đâu quý vị, nhưng mà nhân quả mỉm cười với nó đó. Quý vị thấy không? Chắc là quý vị bất ngờ lắm, đâu có ngờ là thằng cô hồn mạng bị bắt đúng không? Nghĩ là phải là thằng Hoàng Yên hay thằng này thằng kia đúng không? Hãy đợi đấy. Hãy tin vào luật pháp Việt Nam là tuyệt đối. Hãy tin là nhân quả. Hãy tin là những gì gieo thì phải gặt thôi.
Không biết cái cảm xúc của tôi hôm nay nó làm sao nữa quý vị. Nó vào, nó sao kê cả tài khoản của ngân hàng khác nó ra, nó ịnh vô, nó nói là của quỹ mổ tim của chúng tôi. Rồi thêm con hàng ni nữa, cũng đòi sao kê quỹ hàng hữu chúng tôi. Tôi nói quý vị nghe, thật sự ra điểm danh thấy hết. Trong cái drama này có hai mươi mấy người lộ đó hết. Cho nên sống trong một cái đất nước nào cũng vậy, phải tuân thủ pháp luật. Đừng có đùa, đừng có giỡn. Chơi mấy cái này là không vui đâu. Và quý vị thấy ông thằng Nhâm Hoàng Khang, thằng của hồn mạng á, trời ơi, nó tự tin lắm. Nó nghĩ rằng là nó xâm nhập được tất cả các tài khoản của người khác và không ai có thể biết nó làm cái gì. Đó, hôm nay quý vị có thấy vui không? Khi một thằng mà gọi là cũng là mang tiếng là giỏi về hacker, về IT. Đó, vậy thì cho quý vị thấy rằng là an ninh mạng, chính phủ Việt Nam có giỏi không? Nó là cái gì? Là hột cát trong sa mạc. Tôi muốn cảnh tỉnh cho tất cả những con người, đừng có bao giờ coi thường pháp luật. Và đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình làm không ai biết. Biết hết. Phải nhớ rằng là sống trong một cái đất nước này, an ninh là số 1. Cho nên quý vị ơi, có nhiều người chủ quan lắm, không nghe ai nhắc tới, không thấy ai nói gì, tưởng mình không biết. Và con Nhi Hà với thằng Nhâm Hoàng Khang nó như thế nào vậy quý vị? Rồi thằng Nhâm Hoàng Khang nói với một cái đạo diễn á, ông Nhâm gì đó, là cái gì vậy quý vị? Tất cả nó nằm chung cái gì? Nằm trong cái drama của đám nghệ sĩ hết. Cho nên tôi hy vọng là, tôi tin rằng là tụi nó sẽ bị phong sát để dẹp loạn cái xã hội này được bình yên. Nếu như không có tụi nó, không có những cái phanh cuồng bất chấp, thì cái xã hội này sẽ trật tự vô cùng và trở lại bình yên. Bởi vì hiện nay tụi nó là những người tạo sóng tạo gió trong phía Nam này. Và nếu như không có tụi nó nữa, thì những cái phanh cuồng còn cuồng nữa không? Còn cuồng điên bất chấp nữa không? Không hề. Cho nên tôi nói á, sự thật là sự thật. Tụi nó tập kết, tụi nó tấn công tôi, nó làm nhục tôi, nó làm tất cả mọi thứ. Thì ngày hôm nay á, cái giá của tụi nó phải trả là phải từng đứa một. Quý vị có nhớ cái vụ mà anh Hiển không? Chia sẻ cái bài viết mà bác sĩ Khoa không? Đó, cỡ anh Hiển đó nha. Nghĩ rằng là mình là một phó tổng biên tập, không ai dám đụng mình. À, mình bịa ra một cái bài viết để làm gì? Cũng đi quyên góp từ thiện, và vừa đi quyên góp tiền từ thiện vào tài khoản ai? Vào tài khoản cá nhân của anh Hiển. Và quý vị ơi, tôi nằm chim bao, tôi thấy cái này vui lắm nha quý vị. Tôi thấy anh Dr. Rùi đó rót tiền cho anh Hiển để hại tôi, đưa tôi đi tù. Nhưng quý vị, cái anh Dr. Rùi đó cũng là cho vay nặng lãi, cũng hút máu đồng bào, coi như là chặt chém đất đai mà hôm giờ cũng im ru nha quý vị. Cho nên á, là tiền á, thì bao la, mà đạo đức thì không có. Mà quý vị biết anh Dr. Rùi là một con người rất là bá đạo nha. Tài sản của người ta 10 đồng á, mà khi người ta cần á, bóp người ta còn 2 đồng thôi. Cho nên tôi mới nhắc với cái cô ca sĩ mà gọi là 50 cái bánh mông lan đó quý vị. Đó, tôi nói cho quý vị nghe. Và tôi nằm mơ tôi thấy là anh ấy đã rót tiền cho thằng Hiển và quảng cáo cái nước Dr. Rùi ở báo pháp luật thành phố. Cho nên á là rót tiền cho anh Hiển là làm sao đưa con Hằng đi tù đi. Nha quý vị, vì sao với ông tiền nhiều quá thành ra gây tội. Làm sao mà đưa nó đi tù đi, vì con Hằng này nó dám nói những gì mà người khác nhiệt tình quá bất cần thiết. Mà khổ nổi sao trời xui đất khiến, nhân quả nó tìm đến, tự mình ốc ao mình như im ru luôn, không biết làm sao nữa nha quý vị. Anh Dr. Rùi này là thật là cao thủ. Và nếu mà nói về cơ ngơ sự nghiệp anh Dr. Rùi này là trời ơi, rửa tiền ra nước ngoài nhiều lắm quý vị ơi. Rồi mua đất đai bên đó là mấy trăm triệu đô không đó nha quý vị. Không biết tôi nói vậy rồi công an có nghe không. Anh Dr. Rùi thì thôi là số 1 về vấn đề mà rửa tiền ra nước ngoài nha quý vị. Và cái cô đó nó không biết cổ có đẻ thuê hay không. Không có đẻ thuê thì cũng đẻ mướn thôi, chứ có mẹ gì đâu, đúng không quý vị? Cho nên tôi nói nhiều khi nói thật là mất lòng quá đi, là tại vì muốn đưa tôi đi tù buộc tôi phải nói thôi, đúng không quý vị? Lấy đất tài sản người ta
Bao nhiêu vụ án xảy ra mà hôm nay không thấy sao im ru luôn rồi. Đúng quý vị, báo đăng một thời oanh liệt, cướp đất chỗ này, cướp đất chỗ kia, mà sao hôm nay im ru luôn rồi. Tại vì sao quý vị biết không? Cố tình đưa tôi đi tù và cố tình mướn người khác hại tôi thì tôi phải nói thôi. Đúng không quý vị? Quý vị yêu chính nghĩa thì quý vị hãy làm một điều gì đó đi, để trả lại công bằng cho đất nước, chứ trả lại những cái gì mà rất là thật, rất là thô một tí nhưng mà nó thật nha quý vị. Cái gì cái với cái mà ăn cướp tiền người khác là không được. Gọi là cho dai nặng lại hút máu đồng bào. Đúng không quý vị? Nghĩ mình là gì? Một tay che trời. Từng đưa nhiều người đi tù rồi quý vị nhớ không? Cái anh doctor rồi từng đưa nhiều người đi tù rồi quý vị nhớ không? Có một em sinh viên có 30 triệu thôi đi tù 7 năm. Biết bao nhiêu người đi tù rồi, đâu phải một người đâu. Trời ơi, bồ của ca sĩ quá dữ quá đi. Đúng không quý vị? Tôi nói rồi, hãy đụng là chạm, cảm là xúc à. Mà tôi nói thật chứ tôi không nói xạo nha quý vị. Tôi không có nói xạo đâu nha quý vị. Tôi nằm chim bao tôi thấy luôn. Cho nên tôi phải nói, tôi phải nhắc lại cho mọi người nhớ. À, quý vị nhớ anh doctor rồi không? Nhiều tiền lắm. Cho nên muốn đưa ai đi tù là anh doctor rồi dàn, coi như là dàn xếp được hết. Nào là viện kiểm sát nè, nào là công an nè. Đó, anh doctor rồi sắp xếp đưa người ta đi tù được hết nha quý vị. Đó, cái tội gì? Đó, dám thưa kiện, dám đụng tới người ta cho đi tù hết. Đó, và tôi thấy rõ ràng luôn là giấc mơ của tôi là chi tiền cho anh Hiển để đưa con Hằng đi tù. Hận không quý vị? Hận không? Có rây mơ rễ má và nó có cả một hệ thống luôn. Tại sao nó có tội mà không ai làm gì nó vậy quý vị? Bao nhiêu báo chí á, quý vị gõ lên quý vị thống kê coi bao nhiêu báo chí đưa ra lấy đất lấy tài sản người ta. Mà tại sao ngày hôm nay vẫn bình chân như vậy? Nói khởi tố, nói bao nhiêu, hôm nay vẫn bình chân như vậy. Vì sao vậy quý vị? Và đặc biệt rằng là có những cái tờ báo mà anh doctor rồi cũng mua hết rồi. Cho nên là tôi nói thật với quý vị, tại sao cái xã hội bây giờ nó phức tạp đến như vậy. Tôi cũng hy vọng là các bác ở ngoài Hà Nội á, hãy rội vào, xôi vào và dọn rác giùm trong phía Nam. Phức tạp lắm các bác ơi. Bưng bít hết đầu, bưng đít, bưng hết trơn. Từ có tội thành không có tội. Cho nên á, tôi nói thật với quý vị á, tại sao cái câu chuyện của tôi á, mà Trung ương vào tôi mừng lắm. Cái đó là phước phần của tôi đó. Và tiếng lòng của người dân, đúng không quý vị? Chỉ có tiếng lòng người dân là nói lên tất cả. Chứ một mình tôi thì không làm được mùa xuân đâu. Quý vị đã yêu Phương Hằng tôi và quý vị đã cùng tôi nói lên tiếng lòng của người dân. Cho nên Trung ương đã vào tận Sài Gòn để xử lý cái câu chuyện drama này. Nếu không thì không biết đến khi nào vậy quý vị. Và quý vị thấy không? Toàn là những con người coi như là rất nguy hiểm âm thầm hại tôi. Bỏ tiền ra để thuê người hại tôi. Bỏ tiền ra để đưa tôi đi tù. Vì thù cá nhân, vì tôi là người gì ăn ngay nói thật. Và nhất là cái loại tham nhũng, cái loại mà đi hút máu đồng bào đó, đi mà ăn cướp của đồng bào đó quý vị, tôi không có chịu nổi. Tôi phải nói, mà khi tôi nói ra thì đụng chạm, mà đụng chạm thì muốn đưa tôi đi tù để chi? Để bụm miệng tôi lại. Nhưng mà lỡ nói rồi tôi phải chơi luôn. Nha quý vị, cái câu chuyện này là đã chìm xuồng hay sao như thế nào tôi không biết. Nhưng mà tội lỗi thì sờ sờ ra đó, đã khởi tố bao nhiêu lần, đã nói bao nhiêu lần mà ngày hôm nay vẫn im luôn. Đó, tôi có một cái giấc mơ muốn hại tôi thì tôi phải tự vệ thôi, đúng không quý vị? Vì người ta quá nhiều tiền, tôi đâu có tiền đâu. Người ta bỏ ra, người ta thuê chỗ này, người ta bỏ ra, người ta thuê chỗ kia để hại bà Hằng, nhưng mà chưa đủ phước. Đó, chưa đủ phước để đưa bà Hằng đi tù. Mà tôi phải nói cho mọi người nghe để mọi người hiểu rằng là có một anh doctor rồi cực kỳ là lợi hại. Chắc là để bảo vệ cho người yêu, để bảo vệ cho cái mà gọi là chính nghĩa, gọi là chính nghĩa mà mình che đậy bao nhiêu lâu nay. Cứ bưng, cứ lòi ra chỗ nào là mình bưng chỗ đó, mình bích chỗ đó, lòi ra chỗ nào mình bích lại chỗ đó. Cho nên quý vị thấy không, cuối cùng không biết nó có chìm xuồng hay không, đúng không quý vị? Nhưng mà cái câu chuyện nó rõ ràng, nó sờ sờ ra đó mà tới hôm nay vẫn im ru. Tôi đã nói quý vị rồi, đụng là chạm. Vậy thôi, tại sao có những con người giàu kinh khủng, giàu vì cái gì vậy? Giàu vì trốn thuế, giàu vì hút máu đồng bào dân tộc. Nhiều thứ lắm quý vị ơi, nó thối nát lắm.
Đó, cho nên nó quá có nhiều điều, quá có nhiều người là thế lực âm thầm hại tôi. Nhưng chưa đủ phước nha quý vị. Bây giờ quý vị ngồi và quý vị note là hết những con người mà âm thầm hại tôi, quý vị mới thấy rằng phước đức của tôi lớn như thế nào, và đây là định mệnh. Chứ là tiền người ta cũng không thiếu, quyền lực người ta cũng không phải là không có. Cho nên quý vị thấy không, cỡ tầm như tôi mà bao vây tôi chết lên chết xuống, huống chi người bình thường, thì bao giờ cái xã hội này mới hết rác đây? Bao giờ xã hội này mới hết có những con người nhẫn tâm mà lấy tiền bóp chết người khác đây? Cỡ tầm như tôi mà còn bỏ tiền ra giết tôi thì cỡ như quý vị sống nổi không? Cho nên tôi nói thật quý vị rằng tôi cũng cầu mong làm sao, tôi chiêu cảm làm sao mà trời Phật xoay chuyển làm sao mà cho các bác ở Hà Nội á, nghe được tiếng lòng gào hét của bà Nguyễn Phương Hằng này mà dọn sạch rác một lần trong phía Nam này đi. Tôi nói thật lòng, cái lời nói tôi nói ra có khi mất lòng, nhưng nó là số đông cho nhân dân, cho những người sống lương thiện, và nhân dân chúng ta còn nghèo lắm. Còn có những người giàu, giàu không đúng, không đúng với khả năng, không đúng với sức lao động của họ, thì không nên tạo điều kiện cho họ giàu mà họ ngồi trên đầu thiên hạ như vậy. Cho nên quý vị ơi, tôi nói thật với quý vị rằng là phước tôi rất là lớn. Nếu tôi không có phước á, tôi toang rồi đó quý vị à. Tôi toang lâu rồi. Bởi vì sao? Có những con người rất là ngầm, không hề cất lên một tiếng vó, nhưng đâu đó chi tiền rất là ngọt. Cho nên tôi nói với quý vị rằng tôi không bao giờ tin cái loại nhà báo hai mặt. Tôi đã chứng minh cho quý vị thấy rồi đó. Tại sao báo Trung ương lên tiếng, Công an Nhân dân lên tiếng, VTV lên tiếng, báo chính thống lên tiếng, còn những tờ báo khác có bao giờ lên tiếng nói cho người dân nhờ không? Qua một cái cuộc này thì quý vị đã nhận rõ rồi đó, và tôi tin chắc các bác cũng đã thấy rõ rồi đâu là chân lý, đâu là chân tường rồi đó. Các bác hãy nhìn đi, hãy nhìn cái cuộc chiến của một mình tôi chọi một đàn đi, các bác sẽ phân tích cái nỗi niềm tại sao bà Hằng bà lên bà gào bà hét bà đau khổ đến như vậy. Bởi vì một sự bất công mà ngay trong cái xã hội này, và cả bản thân tôi là một người đóng góp, tôi cũng bị đối xử bất công. Vậy thì còn ai dám hy sinh cho đất nước nữa không? Đó là gì? Đó là những cái nỗi lòng khao khát, những nỗi lòng thổn thức đau khổ nhất của tôi, mà tôi buộc phải viết một bức thư gửi cho bác Nguyễn Phú Trọng. Yêu nước khó vậy sao bác? Nói lên tiếng nói chân chính của một người lương thiện khổ vậy sao bác? Bị vùi dập tơi tả vậy sao bác? Và tôi tin chắc một điều là tâm thư của tôi sẽ đến tay bác Nguyễn Phú Trọng, để dọn sạch những cái loại núp lùm cặn bã của xã hội này. Tôi chết tôi vẫn bằng lòng và tôi vui vẻ, bởi vì còn bao nhiêu thế hệ khác được nương nhờ. Tôi bây nghĩa là tất cả gần như là làm mưa làm gió, bưng bít hết, hô mưa gọi gió hết. Không còn ai nhìn thấy cái xấu xa của những người đó nữa hết. Nhưng đâu đó vẫn còn những con người khùng như tôi dám gào hét ra tới chính quyền. Tôi nói thật lòng, tôi tha thiết và tôi tin chắc một điều là tâm thư tôi sẽ tới tay bác Nguyễn Phú Trọng. Bởi vì một người yêu nước không có tội. Và nói lên những cái loại cặn bã xã hội, tôi đi tố giác tội phạm, tôi không có tội. Mà những gì tôi nói là tôi nói rất thật. Nói có cơ sở và nói có hiện tượng đàng hoàng. Chứ không phải tôi đi vu khống người khác, tôi không bao giờ hồ đồ đi vu khống người khác để rồi tôi có lỗi, không có đâu. Và tôi nói những hiện tượng đã xảy ra, đang xảy ra và đang núp lùm. Còn bây giờ á, tôi đi tố giác tội phạm, mém biến tôi thành phạm tội, quý vị thấy có dã man không? Cho nên tôi nói á, yêu nước rất là khổ đau. Chỉ có trời biết, đất biết, lương tâm tôi biết. Con người tôi sống như thế nào, phước hay không thì quý vị cũng đã thấy rồi đó. Chỉ có những người âm thầm hại tôi. Tôi là người không phải thiếu tiền, nhưng cũng thảy tiền ra để hại tôi thì không phải là tầm thường nha quý vị. Người ta nghĩ rằng là tiền sẽ xóa, xé toạc hết tất cả đúng không? Nhưng mà chưa đủ phước để hại tôi đâu. Cho nên quý vị thấy không? Bao nhiêu năm anh Hiển chinh phạt ở thị trường, bỗng nhiên anh Hiển bị một cái quả, anh Hiển ngồi im đó. Tôi nói thật á, nếu mà bên an ninh, bên công an họ làm rõ ra thì anh Hiển cũng là loại đi quyên góp tiền từ thiện. Mà tiền vào ai? Vào tài khoản riêng của anh Hiển. Thì anh Hiển cũng phải sao kê và chứng minh cho Bộ Công an biết
là anh Hiển đi quyên góp tiền từ thiện, và anh Hiển đã làm gì trong suốt cái thời gian mà anh Hiển đã quyên góp tiền từ thiện? Đâu phải là anh Hiển là phó tổng biên tập mà anh Hiển được cái gọi là được cái ưu tiên là không ai dám đụng tới anh Hiển đâu, đúng không quý vị? Một con người mà đang làm trong một tờ báo thì còn phải làm gương nữa kìa. Thì cuối cùng là gì? Tiền từ thiện đi đâu về đâu? Cái câu chuyện tôi nói ở đây là gì? Là quyền lợi của Hội Chữ Thập Đỏ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi đòi lại cái uy tín, tôi đòi lại cái sự tốt đẹp. Còn mặt ai, mạnh ai, cá nhân ai đi quyên góp khắp cùng, dùng tiền đó để làm gì vậy? Phải vô danh sách sao kê luôn, đúng không quý vị? Rồi anh Hải, anh nói rằng anh bỏ 15 tỷ anh ra anh đi làm từ thiện, anh làm công chức mà sao anh nhiều tiền vậy quý vị? Đúng không? Anh Hải ơi, anh làm gì mà anh có nhiều tiền dữ vậy? Gia đình anh giàu lắm phải không? Anh đừng để cho em nói nha anh Hải nha. Vì cái đám lính của anh, lân la của anh đó, không lạ gì bà Hằng này cả nha anh Hải. Rồi cái Giang Kim Cúc, Việt Hương, quý vị thấy không? Tôi đá chỗ nào không trượt phát nào. Và tại hôm sau, hôm nay dừng lại không đi làm từ thiện nữa vậy? Nhột quá phải không? Tiền đi đâu hết rồi? Dừng lại rồi tiền đó đâu rồi? Hả? Dừng lại rồi tiền đó bỏ túi hay tiền đó đi đâu rồi? Phải sao kê ra, phải minh bạch ra. Và tất cả sau này tôi hy vọng là sẽ không có một người nào đứng lên cá nhân đi quyên góp tiền của nhân dân để tự phục vụ cho cái của mình được. Tôi tin chắc một điều sẽ có luật ra đời, đúng không quý vị? Cho nên quý vị thấy không, tôi kêu em nào là em nói nhúng chàm, tôi kêu em nào không trượt một phát nào, và tôi lôi người nào ra là người đó đều có phốp hết. Và đặc biệt một điều quý vị ơi, tôi nói có cơ sở chứ không phải tôi nói hồ đồ đâu nha. Vì tôi là người có tóc, có thương hiệu. Tại sao hôm nay tôi nói tôi cay đắng lắm chứ? Tại sao muốn đưa tôi đi tù không vậy? Tôi là một người lương thiện mà tại sao cứ nghĩ cái chuyện đưa tôi đi tù không là sao vậy? Tôi tội tình gì? Bụm miệng tôi hả? Hay là đợi tôi vào tù thủ tiêu tôi luôn? Hay là làm sao đây? Mà lúc nào cũng nghĩ tới chuyện mà chi tiền ra để đưa tôi đi tù là sao? Hận không quý vị? Quý vị là tôi, quý vị có hận không? Quý vị có la làng lên không? Đúng không quý vị? Cỡ tầm như tôi chưa chắc giàu bằng tôi, nhưng mà mượn ta những kẻ dơ bẩn để lên những cái kế hoạch để hại đưa tôi đi tù là sao vậy? Quý vị là tôi, quý vị có hận không? Có những điều rất khó nói, đúng không quý vị? Nhân quả là nhãn tiền. Sống ở trên đời này đừng bao giờ nghĩ hại người khác, mà nhất là những con người người ta đóng góp cho đất nước, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện hại người ta chưa đủ phước đâu. Và đừng bao giờ mình nghĩ rằng là mình làm cái trò đê hèn mà người khác không biết. Thật là sai lầm, rất sai lầm khi mình nghĩ rằng mình làm người khác không biết. Biết hết, đúng không quý vị? Tại sao quý vị tin tôi, quý vị thương tôi? Tôi nói thật, tôi nói không có quyền lợi. Và ngày hôm nay quý vị thấy rồi đó, tất cả những gì tôi làm, tôi được bù đắp là bằng cách là Bộ Công an đã vào cuộc. Không phải là Bộ Công an vào cuộc là không có gọi là tìm thấy bằng chứng đâu. Không bao giờ vào cuộc tay không, về tay không. Không bao giờ, quý vị nhớ như vậy nha. Phải có dấu hiệu, phải có những cái cơ bản nhất người ta mới vào. Vì Bộ Công an chứ không phải là đơn giản để giỡn mặt. Và đây là câu chuyện to lớn của cộng đồng mà suốt nhiều thập niên qua tụi nó đã làm mưa làm gió. Cho nên tôi gào tôi hét như thế này, tôi mong Bộ Công an hãy nghe và hãy vào cuộc những gì tôi nói. Vì tôi nói có cơ sở chứ không phải là tôi ngồi tôi nói bậy. Bởi vì thời gian của tôi là thời gian đi kiếm tiền để đóng góp cho xã hội. Nhưng tôi vẫn dành thời gian để tôi nói cho Bộ Công an, cho các an ninh mạng nghe và kiểm soát lại xem bà Hằng nói đúng hay sai. Vì tôi không thể làm đơn thưa,
Vì tôi không thể nào nói với một người được mà tôi phải nói cho toàn bộ mọi người nghe rằng trong xã hội chúng ta bây giờ lại có những câu chuyện như vậy đó. Thì suốt 7 tháng qua thì cái câu chuyện của tôi đã được Bộ Công an ghi nhận và triển khai rồi. Thì tôi mới mở thêm cho quý vị thấy rằng, tôi nói thêm cho mọi người nghe rằng không thể bỏ qua được những con người núp lùm, vi phạm pháp luật mà tồn tại được. Và thêm một cái nữa là một cái mưu nữa nha quý vị, là tiền từ thiện ở bên nước ngoài chuyển về Việt Nam qua kiều hối và được giao tận nhà cho những cái thằng âm binh đi quyên góp, giống như đem cho nó vậy đó, cho nó một cái niềm tin để nó muốn làm gì nó làm. Quý vị thấy ghê không? Cái này là không có chứng từ nha quý vị, nhưng mà kiều bào người ta gửi về rất nhiều, rất rất nhiều nha quý vị. Cho nên khi câu chuyện của tôi á xảy ra, nhiều người nói với tôi rằng là khi công an vào cuộc thì người ta sẽ làm chứng, vì người ta gửi về, người ta đem tới mà, có người đem tới giao mà quý vị. Vì nước ngoài á, kiều bào họ gửi về bằng tiền đô, tiền Úc, đô Mỹ, đô Úc, euro, tất cả các loại tiền được chuyển qua thành tiền Việt Nam mang tới tận nhà cho tụi nó theo địa chỉ số điện thoại tụi nó. Tôi nói quý vị nghe, cái gì cái sự thật là sự thật, nhất là tiền của đồng bào, tiền mà để giúp đỡ cho người nghèo thì không cách nào ăn được đâu. Bây giờ ở Việt Nam này có bao nhiêu chỗ chuyên chuyển tiền kiều hối thì xử Bộ Công an vào cuộc xem, lôi hết những cái tên từ thiện ra coi kiều bào ở nước ngoài có gửi về không. Đấy, mở thêm một cái mảng đó coi coi cái bao nhiêu tiền chuyển về bên đó để mà quy ra thành tiền Việt Nam mang tới nhà cho tụi nó bằng tiền mặt. Không làm thì thôi, làm là ra hết. Những nơi chuyển tiền chưa chính là chỗ chuyển tiền chui cũng có, chuyển công khai cũng có bao nhiêu điểm đâu, làm một cái là ra hết. Những cái khoản này không có nhỏ đâu. Cho nên một khi đã truy sát là phải suy cho hết. Không cách nào mà để cho tụi nó có thể là lách cái này, lách cái kia mà nó nghĩ rằng là tiền đem tới nó thì tụi nó có quyền. Quý vị ơi, nếu tôi không làm cái câu chuyện này ra thì không phải là tôi. Cho nên vì cái lẽ đó mà tôi phải nói hết. Tôi nói đây như một lời tố giác tội phạm. Và có hay không thì coi như là các anh công an, an ninh cũng như Bộ Công an hãy nghe tôi nói và truy lại xem tôi nói đúng không. Bà Phương Hằng bà nói như vậy, mình kiểm tra coi bà nói đúng không, có cơ sở không. Mà tôi tin chắc một điều là tôi nói có cơ sở, vì là tôi không có nói bậy đâu. Tôi không có nói bậy, nhưng có điều là tôi không có quyền lực trong tay, cho nên tôi chỉ là mở đường. Tôi chỉ nói những cái tôi biết được, tôi hiểu được, là tôi mở đường cho Bộ Công an vào để có cơ sở để mà nắm lại tình hình và xử lý theo đúng pháp luật. Giống như ngân hàng tôi nói mà, khóa báo có và send in thì đúng như chốc luôn, đâu có sai gì đâu. Tôi nói cái gì là tôi có cơ sở hết, vì tôi cũng là một người đi tố giác tội phạm thôi, đúng không quý vị? Cho nên là quý vị nào đã theo dõi cái drama này, quý vị cũng biết rằng là tôi nói trong danh dự, tôi nói trong sự yêu thương đất nước, và tôi nói trong sự xót xa khi mà những cái đồng tiền mà gửi về đóng góp vào để giúp đỡ người dân miền Trung bị tụi nó ăn xén, ăn bớt, ăn chặn, để tụi nó giàu có trên mồ hôi nước mắt của những người đóng góp, thì tôi không cam tâm, tôi lên tiếng thế thôi. Tôi đâu có tội tình gì đâu. Còn đúng hay sai thì chính quyền là người có quyền lực để làm rõ đúng sai. Còn tôi đi tố giác tội phạm thì tôi phải nói. Và quý vị thấy không, một người đi tố giác tội phạm như tôi bị tấn công, công kích, bị cái là tất cả nó tập trung, nó đập tôi một mình. Nhưng mà rõ ràng tôi đâu có sợ gì đâu, vì tôi nói đúng mà. Tôi nói cho hàng triệu triệu người nghe, và tôi nói cho chính quyền nghe, chứ tôi đâu có nói dối, tôi đâu có núp lùm, tôi đâu có đi đặt điều đặt chuyện gì đâu, mà tôi nói rất thật. Và trong bộ luật hình sự á, thì người dân có quyền tố giác tội phạm khi thấy những cái điều đó nó không đúng. Cái còn lại là của cơ quan chính quyền. Cho nên chúng ta đừng sợ đi tố giác tội phạm, chúng ta có tội. Và chắc chắn chính quyền sẽ bảo vệ người đi tố giác tội phạm. Tại sao tụi nó ghét tôi? Tại sao nó muốn giết tôi? Tại sao nó muốn đưa tôi đi tù? Tại sao nó dùng các thế lực để nó dìm tôi? Là bởi vì nó quá nhiều tội. Chứ nếu nó không có tội, tại sao nó làm vậy với tôi, đúng không quý vị? Người đàng hoàng á thì cứ thẳng mặt ra mà đối diện đi.
Tại sao nó muốn giết chết tôi, muốn tôi không có mặt trên cuộc đời này, vì tụi nó quá nhiều tội lỗi với nhân dân, quá nhiều tội lỗi với những con người mà lương thiện đó. Tiền vào túi nó, nhà lầu xe hơi kim cương đồ hiệu các kiểu nó sống, trong đó miền Trung nghèo như thế nào, rồi nó lấy cái tiền đó nó đi xuyên tạc chính quyền đó. Con Hỷ Tiên đó, nó nói chính quyền không ra gì để chi, để người dân chuyển vào cho nó. Rồi khi tôi nói ra thì nó nghĩ rằng là tôi sẽ ăn cái phần này của nó, nói ra để cho mọi người chuyển vào cho tôi. Không bao giờ tôi nhận một xu của ai, đời tôi không bao giờ nhận một xu một hào nào của bất cứ người nào khi không phải là của tôi. Cho nên đó quý vị ơi, hôm nay quý vị thấy rồi đó, đây là một cái bài học cảnh tỉnh cho những con người đã, đang và suy nghĩ tới chuyện chống đối chính quyền. Dừng lại ngay, dừng lại ngay và luôn trước khi quá muộn. Và đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình làm không ai biết, biết hết. Phải nhớ cái công cụ máy móc của an ninh làm thì không phải tầm thường đâu. Cho nên thằng Nhâm Hoàng Khang là cái gì? Cho nên những cái loại núp lùm, mượn bà Nguyễn Phương Hằng làm cái nít, rồi mượn ông Quỳnh Quy Dũng làm cái nít, tạo ra một cái hình ảnh bên trong toàn là phản động không. Nhưng mà phải nhớ một điều là người ta có cái mã số, cái code, cái ID, đâu có dễ vô không người ta được. Chỉ là những người ngu dốt không biết quy chụp ảo. Nhưng mà khi an ninh người ta vào, người ta biết là cái thằng đăng ký là ai, chứ làm sao mà hàng ông Dũng được. Cho nên tụi mày ngu không chịu được, cứ mượn tên bà hàng ông Dũng rồi núp lùm vô đó, rồi đi kêu gọi đủ điều. Nhưng an ninh mạng người ta đâu có không biết đâu, người ta đâu có khờ mà người ta không biết là cái người tạo ra cái nít đó là ai. Cho nên đừng có nói nít giả, nít ảo, nít thật gì hết á. Khi mà an ninh người ta vào, người ta làm rồi á, trời ơi quý vị ơi, không chạy đâu cho khỏi hết á, kiểu gì cũng chết. Và hôm nay thì tôi cũng lên tôi chia sẻ với quý vị một cái thông tin đó, chứng minh cho quý vị thấy rằng thằng Nhâm Hoàng Khang nó giỏi như thế nào, nó giỏi công nghệ như thế nào, và nó còn bị bắt. Nó bắt vì những cái trò lừa đảo đó, thằng cố hùng mạng. Vậy thì cả một hệ thống an ninh này thua nó sao? Đúng không quý vị? Vậy thì những con lương á, những con lương con lẹo, những cái fan nào mà đặt hết niềm tin vô thằng Nhâm Hoàng Khang sẽ tấn công bà Nguyễn Phương Hằng, sẽ xâm nhập vô website, vô tài khoản của bà Nguyễn Phương Hằng, của công ty cổ phần Đại Nam, sáng mắt ra chưa? Hả? Có thấy thằng thủ lĩnh của tụi mày đi tù chưa, mấy con lương? Đã không? Cả cái chính quyền này thua tụi mày à? Đúng không? Cả cái chính quyền này thua tụi mày à? Nhục chưa? Thấy không? Đó, lên chửi sập mặt bà Hằng, chửi tôi thậm tệ, hăm dọa đủ điều, sao kê tài khoản, chờ đi 3 ngày sẽ sao kê tài khoản, lấy hẳn ra một cái tài khoản Quỳnh Hằng Hiếu. Thấy không? Ngáo đá, ngáo đá, ngáo quyền lực. Thế mà vẫn có rất là nhiều người, trời ơi, u mê một cách không lối thoát, ca ngợi anh Khang là đại ca. Bữa nay đại ca của tụi mày đi tù rồi đó, thấy chưa? Bây giờ ở trên mạng nó mắc cười lắm nha quý vị, nó đã đi tù từ 6 giờ sáng mà bao nhiêu cái nick ảo vẫn lên công kích bà Hằng, cũng từ thằng Nhâm Hoàng Khang. Trời ơi, nghe nó mắc cười, mắc cười muốn xỉu. Không hiểu tại sao trên đời này có những người không biết là trời xanh cái đầu ra để làm gì ha, để có để chân hay sao ha, mà lại đi nghe một cái thằng áo đá, rồi đi hùa thằng áo đá, rồi mượn tay thằng áo đá đó. Đúng không quý vị? Đó, hôm nay thì tôi cũng không có khỏe lắm đâu, ho quá trời quý vị thấy không? Hôm qua thì ở nhà máy, hôm nay thì cũng lên chia sẻ với quý vị, và có thể trở lại quý vị vào ngày thứ năm, bữa nay thứ ba. Bữa nay thứ hai, thứ ba, thứ tư, chắc là thứ năm tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ giao lưu với lại luật sư Kim để hỏi xem theo cái lối sống của anh Đồm Vĩnh Hưng á, anh Đồm có phản động không? Và chúng ta sẽ được nghe luật sư Kim nói về luật, luật hình sự, luật dân sự và tất cả những cái gì đã diễn ra trong cái drama này, quý vị sẽ được nghe. Và tôi nói luôn quý vị rằng là mai mốt tôi live stream, có khi tôi cũng không thông báo. Quý vị đăng ký cái kênh 748, 749, 747
Thì có khi tôi muốn like thì tôi like, chứ tôi cũng không cần phải thông báo đâu, tôi không cần lên TikTok, lên YouTube làm gì. Tôi lên tôi chia sẻ với quý vị về những cái gì nó thực tiễn hay là cuộc sống của tôi, mọi thứ nó vui vẻ thì tôi chia sẻ với quý vị. Và quý vị nhớ nha, phải giữ gìn 5K nha quý vị. Đừng có chủ quan với con Covid nha. Con Covid nó ghê lắm, nó tấn công chúng ta không biết lúc nào. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận vô cùng, tự trọng và phải giữ gìn. Chứ còn nó lây lan là nguy hiểm lắm. Chúng ta lại bị giãn cách nữa là buồn lắm nha quý vị. Cho nên là chia sẻ với quý vị, năm nay quý vị thấy không, mặt mộc hoàn toàn 100%. Mệt lắm chứ quý vị. Vừa đi làm rồi vừa công ty rồi vừa nhân viên, ký hồ sơ, bao nhiêu việc làm mà vẫn rất nhiều năng lượng để chơi với quý vị, không để quý vị thấy rằng là hụt hẳn hay là thiếu mất đi bà Nguyễn Phương Hằng, thiếu mất đi thông tin nha quý vị. Đó, còn cái vấn đề anh Dr. Rùi thì tôi cũng chia sẻ với quý vị luôn đó. Một người là tội lỗi không biết bao nhiêu mà hôm nay cũng là im hơi lặng tiếng, không biết là vì sao luôn. Nhưng đâu đó là tôi nằm mơ tôi thấy rằng là cũng chi tiền để đưa tôi đi tù. Đó là một cái điều dã man nhất mà buộc tôi phải chia sẻ với quý vị. Sự thật á, thì tôi nói tôi quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn thưa kiện gì cả, tôi không muốn điều gì cả. Cần thì tôi nói trên công chúng luôn, và phán xét là của tòa án, của công an, của quý vị. Vì chúng ta sống, chúng ta có trái tim, chúng ta biết đúng sai mà, đúng không quý vị? Và thì thôi tôi xin phép dừng ở đây để tôi còn nghỉ ngơi. Tho quá trời quý vị ơi. Thứ năm tôi sẽ trở lại. Rất là yêu thương quý vị, và quý vị hãy tin là Nguyễn Phương Hằng, tôi là một người yêu nước, yêu thật sự, hy sinh thật sự và một lòng tất cả là quý vị nha. Xin tạm biệt quý vị. Tôi có gần một tiếng hả? Gần một tiếng để chia sẻ quý vị. Muốn ho nữa rồi đó quý vị. Xin tạm biệt quý vị nha. Chúc quý vị nhiều sức khỏe, bình an ha. Tôi sẽ trở lại sớm nhất.